Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục là một cái video mình đi bạt ta luy và xúc đất lên xe ô tô đây các bác nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video riêng này để bạt ta luy nhá. Đó, thì là hiện tại thì bây giờ cái bệ máy của mình nó đang đứng ở trên khá là cao, cho nên là bắt buộc là mình phải bạt cái phần ta luy này trước để lát nữa thì sẽ xúc xe sau anh em nhá. Do là cái chỗ đến cái đoạn này là nó đang cua anh em nhé, ở trên đỉnh ta luy là nó đang cua, như vậy là mình đang nắn theo cái đoạn cua đó. Đó thì bây giờ là làm cái này thì trông như thế này thì nó đứng ta luy thôi, nhưng mà thực tế thì nó vẫn đang lươn đấy anh em nhé. Khi mà xuống lên chân của nó ấy, thì nó sẽ rất là lươn, nó rất là dốc đấy. Bởi vì là cái này là không làm hai cấp mà chỉ làm một cấp thôi. Ở phía bên trên đỉnh của cái phần ta luy này nó có một cái đường, để người ta đi lại, cho nên là nếu mà bây giờ làm hai cấp thì cái đất ở phía dưới này thì nó sẽ hết mất. Vì vậy là chú chủ nhà chú chỉ muốn làm một cấp thôi. Cái này thì cho vào hai nút răng anh em nhé. Do là nếu mà bây giờ mình không bạt như thế này thì đến lúc nữa khi mà mình múc ấy đi rồi mình sẽ không có bệ để mình làm anh em nhé, mất bệ đi là sẽ không sửa được cái phần ta luy này, bắt buộc là mình phải ấy luôn. Thì vào đến chỗ này thì là mình sẽ để lại cái đoạn này đấy, cái lúc nào mà mình đi vào phía bên trong thì mình sẽ tiếp tục mình ấy tiếp. Đấy, do là cái máy của mình nó là cần kỹ thuật đấy anh em, cho nên là mình có thể là chỉnh cái cần kỹ thuật để nó ngoẹo đi ngoẹo về để làm sao cho nó phù hợp với lại cái đấy của mình đó. Ở phần dưới chân thì sau này mình sẽ xử lý sau anh em nhé, bây giờ cứ tính để làm cái phần ở trên miệng của nó đã đó. Chỗ này nó hơi lồi ra này, mình sẽ bấu cho nó đấy vào. Đó. Ok, làm cho một răng vào đây nữa nhá. Đó. Đấy, tạm thời làm đến đây thôi, xong rồi mình sẽ đi ra đây để mình xúc đất lên xe. Đấy. Cái này hiện tại là nó đang hơi lồi ra đây này. Chống cái này một chút, chỗ này nó đang hơi lồi này. Nói chung là xuống phía dưới là mình xử lý về cái phần lồi với lại ấy là nó sẽ rất là dễ. Nhưng đứng ở trên cao này thì nó sẽ không xử lý được đâu, nó khó luôn. Đấy. Bây giờ sẽ nâng cái bệ này lên anh em nhé, cho xe nó đi lên khoảng một nửa cái bệ mà mình đang đứng. Sau này thì mình sẽ hạ múc ở dưới sau. Bởi vì là cái khối lượng đất ở phía bên trên kia của mình nó khá là nhiều, bây giờ mà múc bằng đáy thì nó sẽ rất là lâu, mà làm nó sẽ phải với anh em, múc nó sẽ không được thoát đâu. Dương là mình lại phải đi với cái phần dưới đáy, nó cao hơn cả cái thành thùng xe kia. Nếu mà như thế mà mình với xuống thì nó sẽ rất là mất thời gian đấy. Nó có ít thì không sao, nhưng nó có nhiều thì nó là một cái giải pháp làm thi công nó là không hiệu quả. Ví dụ nó có ít thôi thì mình làm như vậy được, nhưng nó có nhiều ở đây, khối lượng đất của mình ở đây thì cực kỳ nhiều luôn. Lát nữa sẽ để cái đoạn dưới đấy không? Đó là cái gờ anh em nhé, một cái gờ để làm một cái gờ để cho nó làm một cái như kiểu cái bậc đi lên đấy, cho xe nó lùi lên đó, nâng bệ lên. Đó.
chỗ này thì mình cứ làm cho nó thấp thấp cái đầu xuống đi. Do cái máy mình nó hỏng còi anh em nhé, nó hỏng còi cho nên là mình không có còi. Vì vậy là mình chơi bằng còi ấy thôi, còi mồm đó. Đây đây, để xe nó lùi lên đây. Bây giờ xe nó lùi lên cái chỗ này. Đấy, nó hơi lên dốc một chút anh em nhé. Chỗ này nó cũng vậy này. Đấy. Gạt ra cho nó cân đối này. Xúc cái phần bề này đi để lúc lăn cái xe kia nó sẽ lùi lên cái vế bên này. Bên dưới cái tao ly này là nó là cái nền sân rồi anh em nhé. Nền sân này nó cũng khá là thấp. Vì là cái nhà của cái chú này là chú ấy lại làm nó thấp hơn so với cái mặt đường bên ngoài. Đó. Dưới này thì lúc mình sẽ làm cái cơ tali ở dưới thì nó cũng sẽ rất là dễ thôi. Ok. Tiến lên một chút để lấy cái bệ đất để mình xúc cho nó dễ. Đấy. Đấy, xe chú năng chú ấy đổ về thì kia rồi các bác nhá. Thời tiết hôm nay thì nó khá là âm u, không được sáng như kiểu mọi hôm, nên là cái góc quay nếu mà nó có tối quá thì rất mong anh em thông cảm nhé. Đi. Bây giờ sang cái chỗ này ra để cho cái mép ngoài này nó cao cao một chút để lát nữa các chú ấy đi vào nó không bị lún nhé. Chú năng này thì mình dơ gầu qua đâu thì chú ấy sẽ đi đến đó được anh em nhé. Chú ấy cũng khá là hiểu lý mình đấy. Để tạm đây. Đó, mình xúc một gầu đất xong rồi mình sẽ dơ lên để xem lái xe có hiểu ý không. Đó. Dơ lên để đây nhá. Xem lái xe có hiểu ý là biết để lùi vào cái chỗ mình không. Đấy. Hiểu ý ở đây anh em ạ. Những lần trước là mình bảo qua một lần đấy các bác. Nhiều khi các bác cứ thấy người ta lùi ở đâu là lại lùi vào chỗ đó. Nhưng bây giờ thì mình bảo là dơ gầu ở đâu thì lùi vào chỗ đó. Đó. Đoạn đầu này thì nó hơi dốc một chút nhá. Đó đúng không? Đoạn đầu này thì nó hơi dốc một chút. Đấy. Như vậy là cứ lấy thoải mái. Cứ xúc thoải mái nó kệ nó không sao cả. Đấy. Cào luôn cái cốt ta ly này anh em nhá. Cốt này là lúc trước mình đứng là mình không không làm được đấy, không bàn được cái phần tao ly này đấy.
bây giờ nó ở dưới chân này là mình phải đứng ở cái bệ dưới cơ. Nhưng mà dưới này nó còn nhiều đất lắm, sau này mình phải lấy mặt bằng lại. Đó. Đất ở chỗ này là nó là dạng kiểu đất sỏi ong, rất là cứng luôn anh em ạ, cực kỳ là cứng cáp. Đấy, có cả đá rồi, con đá này nó trắng trắng anh em ạ. Vậy để phần đất nó ra. Đây. Đi lên một chút. Thời tiết hôm nay thì nó cũng khá là lạnh đấy. Đó. Đó, cái này nó hơi vắng các anh em nhá. Cái bệ máy của mình nó cũng không được cân đối cho nên là có hòn đá nó hơi ấy một chút, hơi gập ghềnh. Đi đây, tranh thủ sửa qua này một chút anh em nhé. Mình thấy cái này hình như là nó bị nó đang bị ăn da quá này, chân của nó đang da quá. Do là cái bệ máy của mình nó không được cân đối ấy. Như là bạt cái này là hơi, mình sẽ phải sửa lại cái phần chân máy, chân bệ máy của mình. Trong này nó hơi bị thấp rồi. Ok, sửa lại cái này một chút nha anh em nhé. Đó, nó là ok đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xúc nước đất lên xe. Bây giờ hiện tại cái máy của mình nó đang bị bồng bềnh mấy khói rồi. Một ít đất vào đây. Đấy, như vậy thì nó sẽ cân đối anh em nhé. Một số vật chỗ này thôi dính một tí xỉ đá nhưng không sao anh em nhé, vẫn là ok. Nó gọi là đá rất là khó múc luôn. Bây giờ cái bệ của mình mà hạ xuống thì mình lại không bệ mà hạ xuống thì mình lại không với được ở trên ngọn của cái phần toli, đỉnh toli này. Bắt buộc mình phải làm sao để nó phù hợp thôi. Kể cả cái dưới chân này mai mình có thể là làm thêm một lần nữa cũng được. Đó. Cái này nó cũng khá là lì cái đất. Đấy, xe kia nó lại về rồi đấy. Mình cứ cho nó lên lên dần anh em nhé, lên lên dần để lát nữa mình sẽ nâng cái bệ cái máy của mình lên. Đó.
đó. Ê, vào đó cầu này. Đây kia đấy cho lùi vào đây anh em nhé. Đây kia đấy cho lùi vào đây để mình xong ăn xúc ở đằng sau nữa. À, lại giơ cái cầu vào đây để cho chú Năng chú ý biết. À, cái xe này là xe của chú Năng anh em nhé. Đó. Ok, hello hello, xin chào tất cả anh em nhá. Alo 1 2 3 4, alo alo. Ok, hello hello, xin chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục là một cái video mình đi bạt ta luy và xúc đất lên xe ô tô đây các bác nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video riêng này để bạt ta luy nhá. Đó, thì là hiện tại thì bây giờ cái bệ máy của mình nó đang đứng ở trên khá là cao, cho nên là bắt buộc là mình phải bạt cái phần ta luy này trước để lát nữa thì sẽ xúc xe sau anh em nhé. Do là cái chỗ đến cái đoạn này là nó đang cua anh em nhé, ở trên đỉnh ta luy là nó đang cua, như vậy là mình đang nắn theo cái đoạn cua đó. Đó thì bây giờ là làm cái này thì trông như thế này thì nó đứng ta luy thôi, nhưng mà thực tế thì nó vẫn đang lươn đấy anh em nhé. Khi mà xuống lên chân của nó ấy, thì nó sẽ rất là lươn, nó rất là dốc đấy, bởi vì là cái này là không làm hai cấp mà chỉ làm một cấp thôi. Ở phía bên trên đỉnh của cái phần ta luy này nó có một cái đường để người ta đi lại, cho nên là nếu mà bây giờ làm hai cấp thì cái đất ở phía dưới này thì nó sẽ hết mất. Như vậy là chú chủ nhà chú chỉ muốn làm một cấp thôi. À, cái này thì cho vào hai nút răng anh em nhé. Do là nếu mà bây giờ mình không bạt như thế này thì đến lúc nữa khi mà mình múc ấy đi rồi mình sẽ không có bệ để mình làm anh em nhé. Mất bệ đi là sẽ không sửa được cái phần ta luy này. Bắt buộc là mình phải ấy luôn. Để vào đến chỗ này thì là mình sẽ ok các bác nhá. Vừa rồi thì camera của mình nó hơi bị lỗi một chút kỹ thuật. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý, quay tiếp. Chỗ này thì, do là nó khá là hẹp ấy, nên là mình sẽ phải xúc quay lại thôi. Xúc ở đằng trước của mình không, quay lại để đổ đất thôi. Do là cái địa hình này bây giờ nó khá là hẹp rồi, nó cũng không còn rộng nữa. Đó. Đấy. Bỏ vào đó nhá. Cái đất này bên ngoài nó là ta luy anh em nhé. Ta luy này nó cũng khá là cao đấy. Đó. Rất là nhiều rễ luôn. Chỗ này thì đối diện ra thì nó còn có một cái cây nhãn nữa. Thời tiết tự nhiên nó trắng ra này, hôm nay nó tối đen này, bây giờ tự nhiên nó lại trắng ra. Không cho cái đất này nó rơi xuống dưới anh em nhá, nó rơi xuống dưới nó lăn vào nhà kia rất là nguy hiểm.
này nó có cái rễ cây vải thì nó cũng khá là mắc đấy. À, đất nó khá là chặt. Cái này anh em mình múc không? Đất nó chắc nghịch luôn. Đấy, chú Năng chú lại về tiếp rồi anh em nhé. Nhưng mà thôi cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi. Nên là mình xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau đó. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả nhé. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến của các bác ở bên dưới cái video này. Ok, thân mến chào tạm biệt nhé.